giao lại cho bé Chi quản lý sẽ tư vấn những cái sản phẩm xi men để cho quý khách hàng đón xem ha. Em cho chị mượn cái máy. 2.113.000 Rồi cho chị mượn luôn, chị quay bé Chi xíu. Em xin chào quý khách hàng nha, chào quý khách hàng của tiệm chị bà Thiên Thảo à. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu những mẫu xi men đang hot hiện nay của mình luôn, là những bản chữ nha. Tiệm em thì có từ bản là 2.5 đến 5 ly luôn, lại có đủ size đủ ly là từ ly 48 cho tới là ly 64. Với một cái đặc biệt nữa là hôm nay em muốn giới thiệu thêm anh chị á, là những cái tầm xi men mà mình có tay ở trên, bắp ở trên á, thì là mình sẽ đeo xi men làm em thiết kế riêng một mẫu cực kỳ đặc biệt luôn. Thì anh chị đón xem nha. Bây giờ em sẽ giới thiệu bản xi men 2.5. Cái này nè, là xi men 2.5 nè. Đó, 2.5 nha quý khách. 2.5 thì một nửa tầm là khoảng 4.5 nha. Là em có đủ chữ luôn nè. Như cái này là phinh hoa phú quý nha quý khách nè. Phinh hoa phú quý nè. Đó. Một cái này đó. Anh chị thấy rõ mẫu không ạ? À? Cái này á là hai bộ nha. Hai bộ thì tầm khoảng là 9 chỉ nè. Ví dụ như mà mình đi nhỏ thì nó nhạy vàng hơn chút xíu, còn đi lớn thì nó nhiều hơn chút xíu nha anh chị. Thì tầm khoảng cả 9 chỉ dao động cái đó đó. 9 chỉ với 2 và đi lớn. Đó. Rất là đẹp luôn. Anh chị nào mua xi men đó thì hãy ghé đến tiệm em nha. Địa chỉ là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nè. Đó, một sản phẩm tôi bảo là 2.5 ly nè. Rồi em sẽ giới thiệu em bản 3 ly. Cái này là em giá hàng cho anh chị nha. Còn anh chị nào muốn mua thì nhắn tin qua tiệm em, bây giờ có gì em tư vấn cho anh chị cụ thể hơn. Tiếp tục là bản 2.5 ly nha. Chữ tài lộc. Tài lộc rất là sáng luôn, móc máy cực kỳ đẹp luôn. Cái này là móc máy 5D luôn nha anh chị. Xi men thì tiệm em là không bao giờ ngừng hot. Một lần em về rất là nhiều, đủ size đủ ly, anh chị cứ tha hồ mà lựa nha. Ví dụ như mà hôm nay á thì mấy anh chị là có theo cái phong cách này nè, mình đeo xi men là đeo đủ chữ luôn. Ví dụ như một bộ là tài lộc nè, một bộ là vinh hoa phú quý, hoặc chà neo quân tì, mình có thể ráp luôn tất cả luôn những cái đó luôn cho mình. Thì anh chị thích thì cứ đến tiệm em nha. Đó, mới về nguyên một lóc luôn. Rồi xi men mà tiệm em mà anh chị mà sau này muốn đổi lại hay gì chăng nữa đó thì là sẽ đổi ngang bộ tiền công thôi, sẽ không bù danh lệch nha anh chị. Cái này là bản 3 ly nè. Có nghĩa là em nói thêm, có nghĩa là ví dụ anh chị nào mà mua xi men bên em ví dụ là một lượng thì mai mốt thì là em nhắm vào, tất nhiên là đeo sẽ có hao mòn xíu đỉnh gì đó, thì một lượng đổi với một lượng là bù tiền công thôi, ngoài ra không bù trên lệch là một chỉ mấy chục ngàn gì đó. Cho dù là sản phẩm của quý khách đeo nát như tương, có nghĩa là nát hoặc không còn là nhìn ra biến dạng luôn đó, em vẫn đổi sợi ngang qua, không bù like, không bù trên lệch nha. Rồi bé Chi nói tiếp đi em. Cái này là bản 3 ly chữ phát tài nè. 3 ly á thì một bộ nó tầm khoảng là cỡ là 5 chỉ 5.5 chỉ một bộ. Cái này khoảng 5.5 chỉ một bộ nha các. Hai bộ tầm khoảng 1 lượng mốt nè. Đó, rất là đẹp luôn. Cái này là chữ phát tài nè. Rồi cái này là chữ Chanel. Đó, cực kỳ xinh luôn. Nên là mình cứ tha hồ đến tiệm em nha. Không làm quý khách thất vọng đâu ạ. Đó, cái là bản 2.5 ly. Bản 3 ly. Vậy rồi. Cái này là em sẽ giới thiệu thêm là cái bản cho mình là bản 4 ly nha. Đó. Cái đây đi, 4 ly nè. Cái này bản 4 ly của tiệm em nè, chữ Gucci, rất là sang luôn. Toàn là thương hiệu không thôi hết nha. Bỏ thương hiệu không thôi, rất là đẹp luôn. Bản 4 ly á thì một bộ tầm khoảng là 7 chỉ nha khách yêu nha. Một bộ tầm khoảng 7 chỉ. Quý khách nào thích chụp làm màn hình rồi điện thoại luôn là mấy bé sẽ tiếp quý khách một cách nồng hậu nha. Đó. Rất là xinh luôn. Đó, cái này là chữ Gucci nha, để em đưa thêm mấy chữ đó cho khách yêu thấy nè. Ủa cái rổ xi men hồi nãy đâu rồi em? Rồi, để xíu nữa. Cái này là chà neo luôn nè, chà neo ha. Cái này là em chỉ nhá sơ thôi chứ còn tiệm em rất là nhiều luôn, không có thể nào đưa hết cho anh chị lên được á. Đó, cũng là chà neo luôn. Từ từ, để từ từ cho khách thấy mình. Đó. Cực kỳ đẹp cho khách yêu nha. Này bản 4 ly đúng không? Dạ, bản 4 ly nha, một bộ tầm khoảng 7 chỉ. Rồi, tiếp tục thêm một cái nữa là em giới thiệu thêm là bản 5 ly. 5 ly thì tiệm vàng Kim Thảo là thiết kế riêng nha khách nha. Cái này là hàng thiết kế đặt lại luôn á, chứ không có sẵn nha. Thì tiệm em một lần đặt về á rất là nhiều luôn, nên là từ ni 48 đến ni 64 ha. Cái này chữ Vinh Hoa Phú Quý này bản 5 ly. 5 ly á một bộ nó là tầm khoảng là cỡ là 9 chỉ. 9 chỉ. Cái này là hai bộ phải không? Cái này là hai bộ nè. Một lượng 8. Em đưa lên này là hai bộ nè. À, em để nguyên cây luôn, em để vô cái cây đi là khách thấy nó sẽ đẹp hơn. Ừ đúng rồi, để cây đi. Chị cái ráng là chị hai bộ nha. Hai bộ tầm khoảng là 2 lượng nè. Rất là xinh luôn, Vinh Hoa Phú Quý. Chữ móc máy 5D, chạy đều móc máy luôn. Tại vì hôm nay em muốn quay cho cận cảnh và dành thời gian xi men, giới thiệu xi men nhiều hơn một chút. Tiếp tục 5 ly. Tại vì lên trên livestream á nó thời gian nó ngắn gọn quá cho nên là không có like được xi men. Cho nên khách hàng yêu nào thích xi men á, mê xi men thì cứ chụp lại màn hình rồi điện thoại trực tiếp lại luôn. Ví dụ như em đang lên là phọc gì đây,
Nhưng mà quý khách nào thích cái chữ nào thì cứ điện thoại hỏi bé Chi sẽ trả lời cho. Bé Chi là quản lý bên đội online ha. Đây là chữ phát tài cực kỳ xinh luôn, bản 5 ly. Rất là đẹp. Em có đủ size đủ ly luôn. Rồi, em sẽ giới thiệu cho anh chị nha, những chị nào mà tới Bắc Băng nè. Đây là hàng thiết kế riêng của tiệm em luôn. Cái này là em đặt về mới có nha anh chị, em đặt riêng nè. À, là từ xe nhỏ đến xe lớn là nguyên tay bóp măng á, anh tay bị bóp chồng ni, chắc chắn là không bị chồng ni khi mình đặt lại nha khách. Cái này là từ ni 58 tới 64, ở trên là 58 nè, chân eo nè, rất là đẹp luôn. 58 rồi tới số 10, 58, số 2, số 4, 59, 60, rồi số 4, số 2, nó sẽ không bị chồng ni. Nên là mình thiết kế riêng đó quý khách. Cái này là bé Chi thiết kế riêng đó, có nghĩa là tự xếp luôn, là cái này 4 bộ hả bé? Dạ đúng rồi, cái này là 4 bộ. Bao nhiêu vàng luôn, đọc luôn. Cái này là 4 bộ là 3 lượng 2, bé Chi tự xếp là từ ni bao nhiêu ở dưới? Từ ni 58. 58 lên 64, có nghĩa là tay mấy chị nào mà tay có cái búp ở trên á, tay có cái búp từ ở dưới lên là bé Chi tự sắp xếp cho quý khách luôn, đeo không chồng ni ha. Đó, rất là đẹp. Có nghĩa là các loại chữ luôn ha. Chữ Chanel, Vinh Hoa, Phú Quý là này nọ khác với là điều đầy có hết. Em ơi, cái rổ xi men đâu rồi? Em chỉ nhá cho em để thôi chứ em còn rất là nhiều luôn. Em đổ ra luôn đi. Em có là 6 tủ xi men đầy cứng luôn đó quý khách. Khách nào mà ghé tiệm em rồi mới thấy là xi men nhà em nó thực phẩm như thế nào. Em sẽ dành ưu tiên riêng cho công cứng của em là 1 tủ xi men đặc biệt riêng luôn. Thế là anh chị là thứ thầu mà tới lượt. À, những mẫu máy chữ, móc máy bản này kia còn nhiều lắm anh chị. Ví dụ như mình không thích cái mẫu chữ thì mình móc máy rất là nhiều luôn nha. Móc máy thì em có đa dạng luôn, là từ 46 luôn, cũng tới 64 luôn, rất là đẹp luôn. Còn rất là nhiều nhưng mà em không thể nào mà đưa hết lên cho anh chị xem được. Nên là anh chị nào thích thì cứ chụp màn hình lại rồi nhắn tin qua số hotline nha, 0938167253, Tài Lộc nè, Phú Quý, bên Hồ Phú Quý anh. Quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em và điện thoại theo số 0938167253 thì là nhân viên em sẽ trả lời một cách nhanh nhất cho quý khách ha. Chứ điện thoại trực tiếp là tốt nhất, tại vì tin nhắn rất là nhiều, cho nên là quý khách cứ chụp lại màn hình sau đó rồi thì nhắn tin qua ha. Để em quay cái sơ lược qua. Thì bây giờ là ra rất là nhiều bông tai nè, rồi em làm một lượt cho quý khách xem ha. Đây là bông tai, rồi xong em về làm nhẫn, các mẫu nhẫn, nhẫn giả sòn ha. Rồi xong rồi là dây bính vẫn không ngừng hót, và dây bính và dây xoắn bướm. Rồi cái này là nói về thiên đường, em dùng từ thiên đường vòng luôn ha. Vòng bảng đang về lại đấy, em về làm cái trăm vòng đó. Cái khách nào mà đếm là thấy là gần cái trăm vòng, chín mấy vòng, gần trăm vòng đó, thì là em sẽ trao tay là 100 khách đó. Nhiều lắm. Đây, vẫn về lại, những sản phẩm này đang hot. Cho nên là em cứ về liên tục những sản phẩm này. Có những khách ra tiệm mà em bán hết trơn mấy cái mẫu này rồi. Cho nên bây giờ em sẽ đặt lại công ty và những cái dòng bính này. Đúng là ngày hôm qua em chỉ còn có 2 dòng duy nhất luôn đó. Đó, cho nên công ty mới gửi về cho em tiếp tục vòng này. Em chỉ nhá sơ lược qua để quý khách thấy rồi lát nữa em sẽ giới thiệu từng sản phẩm một cho quý khách yêu nha. Cái này là em chỉ quay sơ lược qua một lượt. Lắc châm, các châm ban, rồi đồ bộ, rồi dây liền mặt, lắc châm nhiều lắm, lắc châm mấy cái mẫu cưng đó. Đẹp ơi là đẹp. Rồi mấy cái lắc nhỏ nhỏ cũng có, nói chung là có vừa túi tiền cũng có, nhiều tiền cũng có, ít tiền cũng có, đầy đủ hết. Đó. Hôm nay em về thêm là em muốn giới thiệu thêm đồ nam, cho nên giờ em sẽ quay sơ lược qua một chút xíu nữa nha. Chị ơi, chào khách đi em, đây nè, chào khách chút chị qua bên đồ nam. Đây, hôm nay là đồ nam. Đồ nam này cho mấy cô, mấy bác nè. Mấy gì? Mấy mẹ thân yêu luôn. Mấy mẹ thân yêu. Còn dòng cẩm thạch. Rồi dưới nhẫn. Nhẫn này là nhẫn hồi gọi là vua Càng Long đây. Cẩm thạch vua Càng Long. Đủ hình luôn. Chuỗi. Chuỗi cho mấy mẹ yêu ha. Mấy gì yêu. Chuỗi này là cà nó không có bị tróc luôn nha. Chuỗi này đẹp lắm. Đây là dây nam. Dây nam em chỉ là tượng trưng. Tại vì phiên bản nó có giới hạn nha. Mấy đồ đắt đúc đặc sắc. Em giới thiệu sơ lược qua thôi, lát nữa em sẽ cận cảnh ha. Lắc nam. Mấy anh nam này là
mấy hôm là cứ like lên đồ nữ không à, xong mấy anh nam phân nói là tại sao lên nam con không lên nữ cho mấy anh ngắm miếng nè. Đây là nhẫn nam, nhẫn giả sòn ha, nhẫn phong thủy à, rồi xong rồi là nhẫn phong thủy nha, đủ con hết à, rất là đẹp, đẹp lắm đó. Đây là lắc, lắc ống, lắc xích, đeo rất là nam tính, đẹp ha. Rồi thì bây giờ là em sẽ quay lại là từng sản phẩm một nha. Bây giờ em quay ngược lại à, quý khách có chóng mặt không? Bây giờ là em sẽ giới thiệu bông tai nha. Bông tai thì giới thiệu bông tai cho hôm nay mình có về thêm là cái này là phiên bản giới hạn nên chỉ có vài đôi thôi nha khách. Mình tranh thủ chốt đơn trên online mình để được những sản phẩm được ưu đãi nha. Không là bông cây kéo nè, bông cây kéo tầm khoảng là cỡ 2 phân thôi thì rất là đẹp luôn, nó chỉ về được có mấy đôi thôi nha khách nha. Cái gì quay sát cái cảnh cho quý khách đó. Bông cây kéo rất là đẹp, đích đẩy nha khách nha, bông là bông đích đẩy nè. Em về có mấy đôi thôi hà, rồi đó là 2 phân đôi bông này, 2 phân nha. Rồi quý khách chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi đôi bông này 2 phân rồi. Rồi tiếp tục à, bông tai Chanel thì không cũng không ngừng hót giùm em luôn. Này là tầm khoảng là cỡ 7 phân mấy, 8 phân này chị nè. Đó. Bông tai Chanel này bạc. Là bông bạc ha, bông dài. Bông bạc. Quý khách đeo không có đau lỗ tai nha. Rồi cái này mấy phân em? Gần 8 phân. 7 phân mấy em đọc luôn chính xác trọng lượng cho chị luôn. 7 phân 38 á chị. Đây bông này là 7 phân 38. Bông bạc ha, Chanel đôi. Rồi. Quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em, hôm nay em cố tình quay cận cảnh tại vì em biết chắc chắn rằng là buổi livestream nhiều lúc rớt mạng, nhiều lúc cái mạng nó không có chuẩn. Cái này là 6 phân 64. Quý khách thích chụp lại màn hình giúp em nha. Bông này là bông toàn đen nhẹ nhẹ kết kim cương nha. Kim cương này là có cái tấm ở trong luôn nè quý khách nha. Đó. Đích đẩy ha. Đích đẩy, phía sau đích đẩy nha. Rồi ok. Đó. Rồi. Cái này là cực kỳ siêu phẩm luôn. Cái này là tay phone của mình nè quý khách nè. Cái này là 8 phân 78 nha. Toàn ten khoe móc máy luôn, cực kỳ tinh luôn. 8 phân 78, quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Bông tai tay phone. Rồi, em để xuống giúp chị. Rồi, bông tai Dio. Đó, Dio thì bây giờ người ta thiết kế theo cái dạng này là cực kỳ xinh luôn. Nó từng chữ nha. Đây. Em làm một chiếc thôi, em làm một chiếc đi. Làm một chiếc thôi. Đó, rất là đẹp Dio ha. Cái này cỡ cái này khoảng gần 8 phân 7 phân 94. Rồi, em để chiếc đó đi, em để chiếc đó đi. Đó 7 phân 94, quý khách chụp lại màn hình giúp em nha, đích đẩy luôn ha. Rồi em để sản phẩm nó xuống đi. Này có mấy đôi thôi, tiếp tục là bông phen nha, cái là phen hàng đúc luôn nè, cực kỳ xinh luôn, đúc kết tấm luôn. Nó là một chiếc hả em? Em để một chiếc không, cứ nghĩ là ấy một chiếc. Một mấy chỉ em? Cái là 1 chỉ 44 nha. 1 chỉ 44. Khoan tròn cái tấm nha. Bằng phen tim móc máy châu luôn. Trời, để chị quay cận cảnh lại. Từ từ để chị quay cận cảnh. Là 2 toàn ten tim đúng không? Trời. 1 chỉ 44 ha quý khách nha. Rồi ok. Anh chị cần gì thì hỏi qua cho em thôi. Bông tai thiên nga. Bông tai là nguyên một bầy thiên nga luôn. 6 phân 6 nha. 6 phân 6. Toàn ten luôn. Toàn ten là cái này là đích đẩy luôn nha quý khách. Quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi, rất là đẹp. Rồi, bông này là bông Chanel. Chanel lộng bi. À, đôi bông này đẹp lắm nhưng mà sang lắm đây nè. Rất là đẹp mà sang lắm. Chờ em một chút xíu để em nói cho nó rõ. Để đây hai chị em mình cùng nói cho nó rõ. Bông này là bông tai Chanel nha quý khách. Bông tai Chanel nè, cái này là 1 chỉ 1 phân 86 nha. 1 chỉ 1 phân 86 à. Đó, rất là đẹp. 1 chỉ 1 phân 86. Đi nè, cực kỳ xinh luôn. Đeo lên tai đẹp lắm đó. Rồi. Rồi cái này nó có một màu và ba màu luôn. Thì ba màu nó cũng tầm khoảng là cỡ là 1 chỉ 18 đó quý khách nha. Ba cái này ba màu là 1 chỉ 18. À, cái này nó về để chỉ có vài đôi thôi. Khách nào thích thì nhanh tay chụp lại màn hình giúp em. Rồi điện thoại theo số 0938167253 thì là nhân viên em sẽ trả lời một cách nhanh nhất cho quý khách nha. Bông này đẹp quá trời. Bông này hình như có một đôi hả? Dạ đúng rồi. Hai đôi gì đó, đích đẩy ha.
một chỉ 372, đôi bông này đất đẩy 72 rất là đẹp. Ở trên là nó làm đất đẩy nha, nhưng mà kết hợp sòn vuông nè, sòn vuông nhân tạo vuông nha. Ở dưới là chanel và là ngọc trai luôn quý khách nha, cực kỳ xinh luôn. Rồi cái bông bọ, con bọ cánh cứng à, nó có hai màu, ba màu luôn, ba màu, bốn năm phân 34, có ba màu. Đây em sẽ quay đi em tay em quay cận cảnh nha. Trước tiên là em quay cái đôi ở dưới cho rõ nét ha. Đó. Bông dưới cùng là màu xanh dương, xanh lá và là màu vàng, cực kỳ xinh luôn. Bông con bọ bông nha. Bông cuối cùng là 5/6, bông thứ nhì là 5/34. Bông màu vàng là 5/61. Tại vì cái trọng lượng nó xê xích nhau nha quý khách nha, nhìn nó giống nhau nhưng mà trọng lượng xê xích nhau ha. Rồi quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Đích đẩy hết luôn nha quý khách nha. Rồi. Cái bông này hồi nãy em có đem giới thiệu sản phẩm nè, rất là đẹp luôn. Bông này là bông Châu ơi, bán hàng giùm chị Út Châu. Có một bạn bán giúp chị đi. Bạn nào ơi? Bạn nào canh vàng? Rồi, đang quay. Thế là khách tới mua luôn, em bán luôn. Đó, chị khách nè. Rồi, em giới thiệu tiếp tục đi chị. Để đây dạ. Mấy bạn. Bông này là bông tai đích đẩy Châu Bi, ba màu chữ lớp luôn, rất là xinh luôn. Cái này là 1/26, 1/2/66 nha quý khách. Cái này em dì hai đôi nha, có hai đôi thôi, em đem một đôi còn đôi này quý khách nè. 1/2/66 nha quý khách nha. Rồi em để đôi đó xuống giúp chị sợ nói khách không nghe quá à. ở ngoài khách rất là đông mà các bạn nói bằng cái mic nữa. Hôm nay em về thêm đôi này nữa nè quý khách nè, nó có hai đôi nè. Cái này là 6/84 nha. Ở trên là mặt huyền, mặt huyền đen luôn, một cái sợi dây nối và một cái cây đinh ở dưới. Còn tê ở dưới là pha lê à, hộp tắm nè, hộp sòn tắm nhân tạo nè, đích đẩy luôn, rất là chiếu luôn. 6/84. Rồi em để mẫu nó xuống giúp chị. Rồi em có về thêm bông tai đây nữa, bông tai chanel đây. Cái này là 1/12. Mấy bữa trước có mấy chị hỏi nhiều lắm nè, hôm nay em về thêm nè mấy chị nè. Đó bông này về hả, 1/12. Ở trên là đích đẩy, rồi là mặt huyền chanel, xong ở dưới là mặt huyền đỏ chanel chữ coco. Rất là đẹp. 1/12. Rồi quý khách thích chụp lại màn hình giúp em nha. Đẹp quá trời, đẹp nao lòng hả, chị thường nói là đẹp nao lòng đó. Hôm nay là chỉ còn có hai thầy trò hả. Rồi khách đông quá, mấy bạn đi bán hàng đó. Chanel, một chỉ 244, cực kỳ xinh luôn. 1/244 nha quý khách nha. Quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi em để mẫu đó xuống giúp chị. Cái này là bông khoen của em ơi, này là 19 phút rồi đó hả. Dạ đúng rồi.